Kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại vị trí tâm của áp thấp nhiệt đới đang nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong khoảng 24 giờ tới, khả năng mạnh lên thành bão số 4 trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam với cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó tiếp tục di chuyển đi vào đất liền trên khu vực Trung Lào và dần suy yếu thành một vùng áp thấp. Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão sẽ gây mưa rất lớn trên khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi. Trong đó trọng tâm mưa lớn là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm và có nơi trên 500mm. Còn tại Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ngãi, cục bộ có nơi trên 300mm. Do mưa lớn nên từ nay đến ngày 21 tháng 9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông dao động từ báo động 1 đến báo động 2. Riêng sông Ngàn Phố của Hà Tĩnh lên mức báo động 2, báo động 3 và các sông nhỏ ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 3. Vì vậy mà người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi. Mưa lớn cũng sẽ tiếp diễn ở các tỉnh phía Nam, cục bộ có nơi trên 150mm. Quý vị tại khu vực Đông Nam Bộ cũng cần lưu ý khoảng thời gian từ 1 đến 4 giờ sáng và từ 12 giờ đến 15 giờ chiều, bởi tình trạng ngập úng có thể sẽ xảy ra do triều cường tiếp tục lên cao. Khác với miền Trung và miền Nam, miền Bắc mưa dông chủ yếu diễn ra về chiều, tối và đêm. Cục bộ có nơi trên 70mm. Sang ngày mai, thời tiết chủ đạo là nắng với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn các nhãn hàng TH True Milk, Bắc Á Banh và nước uống thiên nhiên Amisu đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ 25 đến 30 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Khu vực trung du và vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 31 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực thành phố Vinh có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 26 đến 30 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ 25 đến 28 độ, độ ẩm 90 đến 95%.